Trở lại câu chuyện ngắn vẫn tiếp tục liên quan đến một số cái vấn đề thay đổi trong sự kiện của Twitter. Cái nghiên cứu tăng chức năng, một câu hỏi vô cùng lớn. Đó là gì? Những cái tài liệu The Intercept có được để mô tả chi tiết công việc của EcoHealth Alliance, một tổ chức y tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã sử dụng tiền của liên bang tài trợ cho nghiên cứu con cô tập 19 tại Vũ Hán, Trung Cộng. Theo cái quan điểm của một số người, tài liệu này cho thấy nghiên cứu EcoHealth tài trợ Trung Cộng trở thành nghiên cứu tăng chức năng. Loại nghiên cứu này liên quan đến thay đổi đặc tính của một mầm bệnh, chẳng hạn như động lực của mầm bệnh đó nhằm nghiên cứu tác động tiềm ẩn của mầm bệnh đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu tăng cái chức năng gây tranh cãi vì những rủi ro tiềm ẩn mà cái loại nghiên cứu này gây ra. 7 trong số 11 khoa học gia, những người và các nhà virus học hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan được Intercept phỏng vấn về những tài liệu này. Họ nói rằng những công trình nghiên cứu này dường như đáp ứng cái tiêu chí của cái cơ quan NHA về nghiên cứu tăng chức năng. EcoHealth, NIH và Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia NIAID. Mà ông Fauci đứng đầu đã phủ nhận cái khoản tài trợ này dành cho nghiên cứu chức năng, đồng thời bản thân ông Fauci cũng nhiều lần khẳng định cái khoản tài trợ này không phải là vậy. Ông Fauci cho biết trong một cái phiên tòa điều trần thì Thượng viện ngày 11 tháng 5 của 2021, cái cơ quan của ông chưa bao giờ thực hiện tài trợ cho nghiên cứu chức năng của Viện Virus học của Vũ Hán. Tiến sĩ Francine Collins, giám đốc của NHA, cho biết trong một tuyên bố ngày 19 tháng 5 rằng cả NHA và NIDIA đều chưa từng phê chuẩn bất kỳ khoản tài trợ ủng hộ nghiên cứu tăng chức năng cho virus cô tập 19 vốn đã làm tăng khả năng lây truyền hoặc tử vong cho con người. Tuy nhiên, câu hỏi liệu được cái nghiên cứu này có phải tăng chức năng hay không dường như mang tính chủ quan của một mức độ nào đó. Ông Nicholas Evans, phó giáo sư triết học tại Đại học Massachusetts Lower, chuyên về an toàn sinh học và sự sẵn sàng cho đại dịch, cho biết trong một nhận định trên của ASBMI Today, không ai biết chính xác điều gì được xem là tăng chức năng, vì vậy chúng ta bất đồng về những gì cần giám sát, chứ đừng nói việc giám sát đó có nên là gì. Ông Richard Albright, một nhà sinh học phân tử Đại học Reuters, đã khẳng định rằng nghiên cứu này đã cấu thành nghiên cứu chức năng, và ông Fauci, những người đã nói dối về khả năng và khẳng định của ông ta. Ông Albright trên trang mạng Twitter cho biết những tài liệu này xác nhận những khoản tài trợ đã trợ giúp cho việc tạo ra Vũ Hán, một loại cô tập 19 liên quan đến SARS dạng tổng hợp thể khảm mới, kết hợp với gen gai trong một loại virus corona, thông tin di truyền của loại corona khác, và xác nhận loại của virus này thu được có thể lây nhiễm sang tế bào con người. Wow! Sự cập nhật thật là kinh khủng, kính thưa quý vị. Trong khi đó, ông nói thêm cái tài liệu thu được từ Intercept, thu được là những tài liệu này nói rõ ràng, những lời khẳng định từ giám đốc của NIH như là ông Franklin Collins, giám đốc của cơ quan nhân dịch dũng dục dịch vật học là Anthony Fauci, rằng cơ quan này không trợ cấp cho nghiên cứu chức năng hoặc là tăng cường động lực mềm, xin lỗi, vì của mầm bệnh, cái đại dịch tiềm năng là không trung thực. Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Albright nói với tờ báo Washington Post rằng nghiên cứu của EcoHealth tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán, không nghi ngờ gì nữa, đó là những cái nghiên cứu chức năng. Đồng thời cũng nói thêm rằng nghiên cứu này đã đáp ứng cái định nghĩa loại bỏ cái nghiên cứu như vậy mà chính phủ của Hoa Kỳ đã dùng tài trợ cho kiểu nghiên cứu này kể từ 2014. Tiếp tục sự trắng trợn. Và đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.